Xin chào các bạn, mình là Vật, con là chị Vờ và đây là bài đánh giá chi tiết về chiếc Oppo Find 7A. Có một số điều các bạn cần phải lưu ý, đó là Find 7 màn hình 2K sắp tới bán ở thị trường Việt Nam và Find 7A màn hình Full HD hiện nay đang bán rồi thì có thiết kế hoàn toàn không khác nhau. Thế nên sau này các bạn khi đi mua thì nhớ lưu ý kẻo tránh bị mất tiền oan thêm một chút, là hoặc là chúng ta sẽ mua nhầm vào phiên bản. Chiếc Find 7A và Find 7 bình thường thì chỉ có thể phân biệt thông qua cấu hình, còn thiết kế bên ngoài thì mình đã nói là y hệt nhau. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái phiên bản Find 7A màn hình Full HD trước. Thứ nhất là sản phẩm này cầm trong tay khá là thích và tạo ra một cái cảm giác rất là dễ chịu. Mặc dù nó là một chiếc Find Black màn hình lên tới 5,5 inch, tuy nhiên thì do cái phần lưng được làm bo tròn một cách mềm mại, Oppo thiết kế rất là khéo léo. Hơn nữa cái phần mặt lưng này thì là một cái loại mặt lưng nhạt, nhám, sờ vào chúng ta sẽ không để lại mồ hôi dấu vân tay, thiết kế một cách gồ ghề nên ta cầm vào nó thích hơn. Và nếu như mọi người không hề biết rằng đây là một màn hình 5,5 inch, mọi người thử cảm thấy bất ngờ về cái sự dễ chịu của nó. Tuy nhiên ở mặt lưng Find 7A có một chút vấn đề, đó chính là về việc bám lại các vết bẩn. Ở đây mình đã có khá là nhiều các vết bẩn để lại trên cái mặt lưng màu trắng này. Màu đen thì hoàn toàn không sao, màu đen thì rất là ok và thoải mái. Nhưng màu trắng của mình thì những vết bẩn khi mà mình để lên bàn, mình sử dụng hàng ngày, hay để có một vết bút chì khi vừa đi học vô tình bị để đụng vào, thì lập tức là sẽ rất khó tẩy sạch trên cái mặt lưng màu trắng của Find 7A. Nên các bạn cần phải lưu ý giữ gìn tốt hơn trong quá trình sử dụng. Phần viền xung quanh của Find 7A được cố định bằng một cái đường viền kim loại trên và dưới. Nó giúp cho chúng ta cái phần khung này sẽ chắc chắn hơn. Khi các bạn có va đập hay làm rơi rớt thì máy chúng ta sẽ ít bị ảnh hưởng đến cái phần màn hình cảm ứng, cũng như là cái phần khung của máy sẽ được cố định tốt, tuyệt vời. Nhìn chung là Find 7A là một trong những cái sản phẩm có thiết kế rất là xuất sắc trên thị trường hiện nay của chúng ta. Nó là một sản phẩm có thể bóc vào nắp lưng để thay pin, nhưng mà dường như cả tạo ra cảm giác người dùng như là một sản phẩm nguyên khối vậy. Find 7A thì bên cạnh trái sẽ có phím nguồn và bên cạnh phải là phím tăng giảm âm lượng. Hai phím này thì được thiết kế bên hông giúp cho chúng ta bấm dễ dàng hơn. Tuy nhiên bằng một tay thì thấy là chúng ta vẫn hơi với một chút mới có thể bấm được. Nhưng mà đối với Find 7A thì phím cứng thật sự là không thành vấn đề. Các bạn có khả năng là gõ hai lần lên màn hình có thể mở máy. Và trong trường hợp các bạn muốn tắt máy thì chúng ta chỉ cần nháy đúp hai lần lên phím home. Phím home này của Find 7A sẽ đóng vai trò là phím khóa và mở màn hình, và bằng cách là chúng ta nháy đúp lên ở bất kỳ đâu là có thể thực hiện được, rất là tiện lợi. Và trong trường hợp các bạn cần tăng giảm âm lượng thì các bạn chỉ sử dụng hai ngón tay kéo lên hoặc kéo xuống thì Find 7A sẽ tự tăng giảm âm lượng cho các bạn. Nhìn chung là với Find 7A thì mình hầu như chưa bao giờ phải sử dụng đến phím cứng. Và đây là có lẽ là tương lai, nếu mà mọi người thấy là chúng ta sẽ có những smartphone chỉ sử dụng thao tác cảm ứng thôi cũng được. Tuy nhiên thì cái hay nhất trong thiết kế của chiếc smartphone này ấy, thì lại nằm ở bên dưới, ở cái phần ở cuối cùng này. Phần này được gọi là phần đèn trạng thái Skyline. Cái đèn trạng thái Skyline này thì khá là giống các sản phẩm của Sony mà các bạn đã từng thấy có dải nhựa trong suốt ở bên dưới phát sáng. Tuy nhiên là Oppo Find 7A thì nó là một phong cách rất là lạ. Cái dải đèn của nó thực chất là nó, cái nơi phát sáng của nó thực chất thì chỉ nằm ở bên dưới một chút chính giữa này. Nhưng mà khi phát sáng thì nó sẽ tự động lan tỏa ra xung quanh, và khi mà ban đêm thì nó lên màu xanh rất là đẹp. Tuy nhiên cái điểm yếu của Oppo đó chính là việc họ không cho phép chúng ta tùy biến về màu sắc. Ví dụ như là mọi thông báo từ Facebook, tin nhắn, email, cuộc gọi thì đều sáng một đèn màu xanh. Trong cái nền tảng Color OS này mình không tìm thấy bất kỳ một chỗ nào cho phép tùy biến. Ví dụ như là mình muốn màu xanh là cuộc gọi, màu vàng là tin nhắn, màu đỏ là email chẳng hạn. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta không thể làm được những điều này. Nhân tiện nói về Color OS thì sản phẩm này đang có phiên bản Color OS mới nhất là phiên bản 2.0. Đây là phiên bản hiện nay mới chỉ được phát triển cho Oppo Find 7, còn với những cái chiếc smartphone khác của Oppo thì trong tương lai mới được nâng cấp. Cái nền tảng Color OS 2.0 thì được dựa trên cái Android 4.3, mới hơn so với những thiết bị Oppo hiện nay đang nằm ở Android 4.2. Color OS 2.0 thì đem lại rất là nhiều điều mới, tính năng, hiệu ứng và một số giao diện rất là độc đáo. Nó không giống với bất kỳ một cái giao diện smartphone nào khác trên thị trường. Nhìn chung là nếu các bạn muốn tập trung vào smartphone Android thì điều đầu tiên các bạn phải thể hiện quyết tâm đó là phải có nền tảng giao diện đặc trưng, giống như kiểu Samsung có TouchWiz, Sony thì có một giao diện Socialize, HTC có Sense. Còn những nhà sản xuất mà nếu không tạo ra một giao diện đặc trưng thì rất khó có thể tạo ra sự khác biệt trên cái nền tảng Android này. Tuy nhiên thì cái giao diện của Oppo này thì sẽ có người thích, có người không. Có một số bạn thì chê cái biểu tượng xấu, một số bạn thì khen đẹp. Nhưng rất may là Oppo trang bị chúng ta sẵn một ứng dụng gọi là kho chủ đề. Ở đây thì mọi người có thể thoải mái tải thêm các theme, các cái biểu tượng về, hay thậm chí cả thay đổi cả phong cách màn hình khóa để phù hợp với cái sở thích của mình nhất. Và Oppo cho khả năng tùy biến tốt, đây là một điểm lợi thế giúp cho người dùng sẽ cảm thấy yêu thích cái thiết bị smartphone của mình hơn và không cần phải cài thêm một cái ứng dụng của bên thứ ba. Chúng ta có thể vuốt từ bên dưới màn hình home screen lên để truy cập vào một thanh trạng thái nhanh. Chúng ta có thể vuốt qua phải này để truy cập vào Facebook, hoặc là vuốt qua trái để truy cập vào một ứng dụng nào đấy. Ở đây mình có thiết lập là vuốt qua phải để tắt máy cũng được, rất là nhanh chóng và chúng ta không phải sử dụng phím cứng như trước nữa. Như mình đã nói là Oppo trên cái chiếc Find 7 này chủ yếu là mọi thao tác dựa vào các cái cảm ứng cũng như là cử chỉ trên điện thoại di động, mà ít phải sử dụng phím cứng hơn.
Hoặc là các bạn có thể vẽ một hình tròn để truy cập nhanh vào camera từ bên ngoài màn hình khóa hoặc bất kỳ đâu đều có thể làm được. Và nhân tiện nói về camera của sản phẩm này thì Oppo Find 7a thì có thể nói là một trong những cái sản phẩm camera xuất sắc nhất trên thị trường Android hiện nay mà các bạn có thể lựa chọn. Đặc biệt là trong tầm giá 10 triệu này thì nó có thể xứng đáng là chiếc camera full ngon nhất. Giao diện của nó thì là một giao diện hết sức đơn giản, mình cảm giác như là hơi giống iPhone một chút ở đây. Đó là nhà sản xuất này chủ yếu là đưa lên, thao tác bấm và chụp là các bạn có một bức ảnh ưng ý, không cần phải thao tác nhiều, không có các chế độ chỉnh tay. Tuy nhiên thì yên tâm, chúng ta vẫn có một số tùy chọn mặc định mà Oppo thêm vào, như là các bạn có thể lựa chọn các kích thước ảnh là tối đa lên tới 13 megapixel. Chúng ta các lựa chọn khác như là chế độ quay phim 4K này, chụp lưu ảnh RAW là một trong những định dạng ảnh rất là cao cấp dành riêng cho những bạn nào mà thích chỉnh sửa ảnh sau khi chụp ảnh xong, phơi sáng 32 giây và nổi bật nhất đó chính là chụp ảnh siêu HD. Đây là một chế độ chụp ảnh giúp cho chiếc Find 7a có thể lưu ảnh lên đến độ phân giải 50 megapixel mà dựa trên một phần cứng chỉ 13 megapixel. Đây là một phương pháp hay. Oppo sẽ sử dụng chụp liên tiếp 10 tấm, sau đó chọn ra 4 tấm đẹp nhất để ghép vào một bức ảnh 50 megapixel và đây là những kết quả chúng ta cho được. Nhìn chung là các bạn đừng nghĩ rằng đây là một sản phẩm có thể chụp ảnh 50 megapixel để sử dụng một cách bình thường. Tính năng này không phải dành cho những bạn nào mà sử dụng để so sánh với những sản phẩm như kiểu là Nokia Camera, Nokia Lumia 1020, mà nó sẽ đem lại một số hữu ích khá là khác biệt. Thứ nhất là khả năng chụp ban đêm. Với chiếc Find 7a này, khi bạn chụp ảnh 50 megapixel nó có khả năng khử đêm, khử nhiễu rất là tốt. Các bạn zoom vào hình ảnh của bức ảnh chụp ảnh 50 megapixel và 13 thì ảnh 13 sẽ bị noi và ảnh 50 megapixel đã khử được những điều này rất là tốt. Chi tiết tốt hơn, màu sắc ngon hơn và cái mức noi cũng ít hơn rất là nhiều. Find 7a làm tốt điều này hơn với 50 megapixel. Khi các bạn đi xem show ca nhạc mà các bạn ngồi quá xa thì chế độ 50 megapixel cho phép các bạn có thể zoom vào chi tiết hình ảnh ngon hơn khi các bạn ở quá xa như vậy. Rất là tuyệt vời. Thì điều này có thể khẳng định là Find 7a là một trong những cái camera xuất sắc trên thị trường. Các bạn có thể xem thêm một số bài đánh giá camera chi tiết hơn từ các trang công nghệ thế giới đều đã nói rất là nhiều về Find 7a và so sánh với sản phẩm khác. Thêm một điều đáng giá nữa chiếc Find 7a này đó chính là khả năng sạc siêu nhanh. Hiện nay sạc điện thoại trung bình của chúng ta sẽ rơi vào khoảng 1 đến 1,5 ampere. Nếu mà là tablet thì sẽ rơi vào khoảng 2 đến 2,5 ampere. Nhưng mà Find 7a thì có cục sạc lên đến 4,5. Và có thể nói đây là một con tông số quá là lớn. Nếu với điện thoại di động bình thường sạc thì sẽ ảnh hưởng đến cái độ bền cũng như là sẽ ảnh hưởng tới nguồn máy, có thể cháy nổ chẳng hạn. Nhưng với Find 7 thì khác. Đây là công nghệ sạc nhanh mà Oppo tích hợp 3 yếu tố bao gồm cả cục sạc. Vì thế nên nó rất là to như kiểu là cục sạc dành cho máy tính bảng vậy. Thứ hai là cổng sạc bao gồm có 7 vạch. Và cái thứ ba là bao gồm cả cục pin ở bên trong. Với cái cổng sạc 7 pin như thế này thì nó giúp cho Oppo có thể sạc nhanh 80 phút là có thể sạc đầy được thiết bị này. Và các bạn có thể tưởng tượng mà xem, buổi sáng sớm mà các bạn dậy phát hiện ra điện thoại mình hết pin chỉ còn khoảng 10%, các bạn chỉ cần cắm sạc trong vòng 30 phút đi ăn sáng, sau 30 phút bạn sẽ có khoảng hơn 70% đủ dùng cho cả ngày. Và đây là một điều rất là tuyệt vời. Tuy nhiên thì điểm hạn chế là chỉ dùng với cục sạc của Oppo, không thể sử dụng với cục sạc khác. Và các bạn yên tâm là với cổng sạc 7 pin đặc biệt này thì khi các bạn cắm các cáp kết nối bình thường micro USB vẫn nhận và vẫn sạc bình thường, và chỉ có điều là nó không thể sạc nhanh được thôi. Find 7a thì trong tầm giá 10 triệu thì có nhiều tính năng nổi bật như là hiệu ứng sóng âm Wave Smart Audio. Cái này thì mình cơ bản là tai trâu nên mình cũng khó có thể biết là nó có ngon hơn nhiều hay không. Và 7S sẽ có một bài đánh giá riêng về âm thanh. Nhưng mà cảm nhận cá nhân thì nó đem lại nhiều bass và nhiều chest hơn và nghe khá là đã tai đối với một cái người mà có tai trâu như mình. Bên cạnh đó thì Find 7a hiện nay là trong mức giá này có mức cấu hình cao nhất là chip 801 và RAM 2GB. Nhưng mà điểm yếu của Oppo lại nằm ở chính cái giao diện ColorOS. ColorOS khá nhiều tính năng hay, giao diện độc đáo và đẹp, nhưng lại ngốn quá nhiều RAM. Cái sản phẩm này của mình trung bình thì chỉ trống được khoảng 500 RAM trên tổng số RAM 2GB. Như vậy là khá là ít và máy sẽ có một số hiện tượng như là các bạn vào game ứng dụng nhiều, thoát về màn hình home screen nó mất tích tắc khoảng 1 giây để chúng ta có thể load lại các cái biểu tượng cũng như các hiệu ứng trên màn hình home này. Hay là đôi khi tạo ra mình cảm giác khó chịu vào một ngày, phải reset một lần để có thể giải phóng RAM cho nó tốt nhất. Bên cạnh đó pin của nó có khả năng sạc nhanh nhưng thời lượng pin cũng không thực sự ấn tượng. Và mình có thể sử dụng nhu cầu tối đa của mình trong vòng một ngày chứ không thể đạt được nhiều hơn. Mặc dù lượng pin của nó thì cũng tương đương với các sản phẩm khác hiện nay như S5 hay HTC M8, nhưng có lẽ là nguyên nhân lại nằm ở chính cái phiên bản phần mềm này, khi mà ColorOS có tùy biến nhiều và nó mới chỉ dừng ở Android 4.3 chờ lên 4.4 mới nhất như các nhà sản xuất khác. Dạ, và như vậy mình hoàn thành xong bài đánh giá chi tiết về chiếc Find 7a này. Các bạn có thể hữu ích đừng quên like, share với bạn bè, và muốn so sánh sản phẩm nào xin hãy comment vào bên dưới video. Hẹn gặp lại các bạn các video.